là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay cùng với phát triển các loại dược liệu, huyện Công Lâm tập trung nhân rộng diện tích cây ăn quả. Huyện hiện có khoảng 1.300 hectare cây ăn quả các loại, 70% trong số đó được trồng tập trung. Mục tiêu của địa phương là phát triển vùng nguyên liệu để tăng hiệu quả chuỗi liên kết sản xuất, phục vụ công nghiệp chế biến. Huyện Công Lâm tiếp tục khuyến khích bà con nhân dân nhân rộng hơn nửa diện tích cây ăn quả theo hướng tập trung, nhất là tuyên truyền vận động người dân trồng chăm sóc các loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng thời tiết của địa phương như cam sành hồng giòn bơ sáp mít thái ổi quýt dâu tây từ mô hình cây ăn quả nhiều hộ dân đã tăng thêm thu nhập phát triển kinh tế gia đình